xin chào tất cả các bạn. Rồi, vì thế nên là hôm nay mình đã làm việc ở căn nhà. Đây này, căn nhà có thằng trẻ này này. Đấy, mình không lên lấy đồ. Các bạn đợi mình xíu. Ok, các bạn, mình sẽ nhận bình và đi cho thằng bé đi ăn. Đưa bình cho thằng bé. Lấy bình từ tủ lạnh xong, bây giờ mình sẽ đưa bình cho thằng bé. Này, trước tiên chú bảo đỗ nó, cháu biết nha. Ăn xong là không được ị đùn nhớ chưa? Vừa mới nói rời mồm. Tức thế không biết được. Đấy, giờ mình phải đưa nó tới bàn thay tã. Các bạn thấy không? Thay tã thối quá các bạn ạ. Nuôi trẻ thì cũng rất thương đấy. Nhưng mà không thích mấy cảnh chỗ này mấy đâu nhá. Trước tiên cái gì thì cái mình cũng phải đặt đây rồi. Trẻ đâu rồi? Đất thì trẻ đấy. Thế thì trẻ mềm mềm lại có thể ở đây nhanh đứng như thế. Nhìn cái gì đây nhá. Vàng ống à. Bố mẹ nó thì đi làm rồi các bạn ạ. Nên là mình sẽ phải thay cho nó rồi. Thay xong cũng muộn rồi ấy. Nhà to như thế này đến nơi cái đồ hộ thì có khí thế đèn này tôi thường lỗ em tôi đóng lại mình cũng không nên lấy mấy không nên nhảy nữa đi ngủ đi. Trước tiên đi gục trẻ em thì mình sẽ đọc chuyện mình nghe. Mình tử vào con mèo nhá. Thì bên kia bờ vùng đất xa xôi, anh sang giúp cho mình đâu. Mình không có ý định đọc câu chuyện này. Đấy, nên là chuyện đã hết. Nên là rồi. Đóng cửa. Bây giờ mình sẽ đợi bố mẹ nó về. Trong lúc đợi mẹ mình sẽ ngồi lên ghế mình sofa xem tivi. Ok. Ui. Rồi. Từ từ. Ui rồi, sao chỗ này không được. Rồi. Ok, các bạn đợi mình xíu. Xem ngủ luôn là thế nào. Thằng bé lại khóc rồi. Bây giờ mình sẽ đặt. Đặt bé các bạn ạ. Cái gì ạ? Tiếng cửa gì mà mở đấy? Bị khóa. Cửa nó bị khóa mà. Nãy mình vừa mở. Ơ chứ gì đây? Thôi nó ở đâu? Đặt bé lên đi rồi. Giật nhỉ. Nhìn như vậy. Bốn. Thôi nó ở đâu? Ở đâu đây? Đỡ không ạ? Hay cho mày vào máy giặt. Đây rồi. Thôi rồi, bây giờ nó đâu? Rồi, ôi. Rồi, các bạn thấy không? Đấy, thằng bé này nó bị căn bệnh gì rồi? Sợ, thằng này là thần kỳ à? Rồi. Cho mày vào đây. Mình sẽ đặt thú bông. Và không đọc chuyện nữa. Đọc chuyện mỏi mồm lắm. Mèo bông. Mèo bông. Thỏ bông. Sao mình nhìn chú cái gì thế cháu? Kiều bông. Mình cứ còn rất là mèo bông nở cười. Gì lạ với mình ấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Mình sẽ một. Ui. Tiếng gì ấy? Nãy mình mới thấy. Ý, mình nãy mình mới đóng cửa mà. Đấy, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ nằm thư giãn trên ghế xem sofa. Xem tivi. Ok. Rồi tiếp tục lên xem ngủ. Oh. Ok. Hôm sau tôi đi làm đây. Thì đối với ngày hôm qua, đôi vợ chồng đã trả cho tôi mà củ rưỡi các bạn.
đấy, làm giàu không khó mà. Đấy, bây giờ thao tác ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua thôi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi làm sandwich cho bé ăn và mình sẽ lấy bình tiêu tú lại. À mà từ từ, ở dưới là căn bếp này. Ôi, lấy được cả bánh mì à? Từ từ, ôi, ôi dưa muối cả. Thế thế nhờ. Ôi trời, em thích ăn thì em ăn. Mình sẽ lấy một lát cà chua, mình phải phá hết để này. Tuy có dễ nhưng mình không để, vì mình là người thành công mà, nên là mình luôn có cách làm riêng các bạn. Các bạn đừng chê mình bẩn, bởi vì bởi vì cái đồ này mình cũng chỉ làm xem nó có thành công không thôi. Rồi, rồi hành tây đúng chưa có rồi. À đây tôi có trứng đập à. Mình đập thông vào kia. Rồi. Con này giống như con cá. Trứng đã có. Bây giờ mình sẽ mang cái bé vào đây. Ơ, sắt bị khóa. Ơ, giờ mình sẽ đi tìm bịch. Nãy mình thấy ở đây mà. Ơ, sao mình không thể mở. Cái này. Ơ, ai lại khóa, ai lại sẽ khăm mình rồi. Rồi. Buồn cười thế nhỉ. Cùng bé này cười quá nhỉ. Cười quá. Thằng bé này thích cười quá nhỉ. Ok các bạn, mình sẽ mở cái này ra. À mua đi rồi. Mua mình có thể làm được nhiều thứ rồi. À, ở đây mình có thể mở được rồi. Nấu ăn cho bé. Vâng ạ. Ở đây, ui, cái bình sữa này. À, giờ mình có thể mở được. Thằng bé chắc nãy giờ đói lắm rồi đúng không? Cho ăn xong rồi. Rồi mà đừng có ý đùi. Tính ra là mình vừa mới nói nó rời mồm xong các bạn ạ. Thằng bé này. Cái tá này ảo quá. Cái tá mami. Oh my god, cái tá thật ảo. Mày cái gì đây? Mày lại phạm. Đây. Nhà thằng bé này Mua tất gì đây? Nhà thằng bé này mua cái tá gì đây? Ôi. Ôi thằng này, nó chạy ra ngoài từ lúc nào? Rồi. Từ từ. Ôi. Nhà thằng bé này. Nó ăn thì loe loe. Thật luôn đấy. Nhà thằng bé này. Ủa. Rồi. Bắt cái tã. Nhưng bây giờ vấn đề ở đây là cái tã ở đâu? Không có tã mới à? Không có tã mới à? Từ giờ ở đây. Rồi có đá khóa quà của 12 bác sĩ. Từ giờ nó đâu? Rồi từ ôi các bạn đợi mình xíu nhé. Mình đã biết được đường đi nước mũi. Đây giống con cá đục cái này khác này. Cái đuôi nó khác, đuôi này khác, đuôi nó hơi nhọn nhọn.
không một ai biết. Không một ai biết. Giờ mình sẽ đi thay tã. Đặt bé lên. Cái gì đây? Con bé này tự nhiên mà trốn cô. Ây ô, trốn chú ra đây làm cái gì? Thế cháu trốn lên gì? Nó lên vừa. Hoàng tử và con thỏ. Này, mình không có ý định đọc đâu. Cho các bạn đọc này. When the rabbit came to visit. Chuyện kinh dị này. Con trẻ này đang chào này. Rồi nó muốn thú bông. Chắc hôm trước thích thỏ. Thích ngày hôm nay thích thỏ. Đúng luôn này. Hoàng sẽ tiếp tục đọc vậy. Cuốn chuyện kinh dị. Chuyện kinh dị đọc sẽ rất cuốn. Đọc lại nhé. Through dark corridors he chased her. Các bạn thích bạn tự đọc nhé, mình không đọc đâu. The prince. Thế là hết. Đóng cửa. Đi thư giãn đi. Mình sẽ xem TV trên ghế sofa. Xong một ngày vứt vào. Tôi có. Mở ông ta. Đặt hộp. Không trên màn khác. Tôi gọi ở đây. Nó lại gửi cho mình một cái hộp này. À, chắc là cái hộp để mình làm bánh gì ạ. Rồi. Ngồi tiếp tục thư giãn luôn. Phim hay quá các bạn ạ. Phim hay cực kỳ luôn. Rồi, ok các bạn. Mới đầu vào mình sẽ xem TV luôn. À mà từ từ. Trước tiên xem TV thì mình phải đi mình làm một cái này kìa đã. Phải đi làm thức ăn đúng không? Chứ mình không ăn giờ mình đói lắm. Ở nhà thì mình không ăn được cái gì rồi. Mình không ăn được cái gì nên bây giờ mình đến đây mình phải làm cái để mình ăn các bạn. Mấy làm bánh không sử dụng được. Rõ ràng nó xít vẩy thế mà không sử dụng được. Mình lấy một cái đĩa. Mình sẽ rồi làm lại từ đầu. Đấy, đặt ở đây. Phô mai mới. Phô mai mới. Đúng không các bạn, đúng không? Đấy, cái gì thì cái. Trước khi trông trẻ mình cũng phải cho nó ăn cái đã chứ. Đúng không? À đâu mình phải ăn cái đã. Mình không ăn thì mình đói. Nhìn, các bạn nhỉ. Mình không ăn thì mình ói. Ok các bạn ạ. Mình sẽ đập trứng à. Ốp lên nào. Rồi. Từ từ. Mình là mình không. Cái tướng khóc của em bé này mấy đâu. Nên là mình. Thôi mình không được nhận nó. Rơi ra đóng cửa. Được rồi. Lại đi. Mình săn bánh mì phô mai. Tìm thơm lấy mì phô mai nhé. Nó lòng dài rồi. Đây. Mình sẽ thêm nhân phô mai đi. Phô mai. Xong. Mình sẽ đặt nhiều chỗ khác. Hoàn thành. Được rồi. Đặt cả cà chua vào. Cà chua. Cả cà chua vào. Nấm này. Lá này. Trứng này. Mẹ cho trứng rồi các bạn. Nó phải dày xưa với con trang.
Dạ, chưa có chồng, cả hai chị em luôn nhé. Chị chị 81 hay 82 đấy. Chị lại giờ mới biết thêm bánh mì. Bánh mì. Bánh mì là gì? Con biết rồi đâu. Đây mới là nhà mình. Chuyện giúp được.
Hoàng tử và con cừu á, sẽ ở chuyện kinh dị này. Rồi sẽ ở chuyện kinh dị thế này. Ê, ghê quá. Toàn với ông già. Ngon. Khổ quá nhỉ. Ông bé này. Ông bé này. Miền Bắc đó không khí lạnh nhất từ đầu mùa. Rét đậm 7 ngày. Ôi giời. Các bạn này mình sẽ. Ôi giời. Tôi là chung cư rồi. mình chơi xong. Thank you.
phải bấm nút không nữa. Xích xích xích. Cái thùng vé này mình. Thùng vé này. Dừng chơi. Ôi trời các bạn ơi, cái video của mình đến cũng là dài rồi. Thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Để hôm nào mình chơi phá đảo nước con game này nhé. Bye bye.